xin kính chào quý bà con thân yêu của Lê Trung nha. Thì hôm bữa bà con Lê Trung có chia sẻ với bà con mình là Lê Trung làm đối chiếu giữa hai cái công thức phân là ure cộng với lăng humic, cái loại 50 kg, và một bên đó là Lê Trung bón là ure cộng DAP và cộng lăng humic loại 1 kg. Thì hôm nay thì Lê Trung cũng xin phép quay lại một cái video để chúng ta kiểm tra lại cái kết quả của hai công thức phân bón như vậy, xem cái công thức nào nó sẽ đạt hơn và cái công thức nào nó sẽ giúp cho lúa của chúng ta nó nở nhiều hơn và nó giúp cho lúa của chúng ta nó có bộ rễ ăn sâu, rễ đẹp, để cho bà con mình tham khảo. Trước tiên thì Lê Trung xin phép quay cái kết quả của cái công thức phân ure cộng DAP và cộng lăng humic loại một bịch 1 kg. Đó, thì đây là trước mắt bà con đang thấy ở đây. Đây là trà lúa mà Lê Trung sử dụng cái công thức ure cộng DAP và cộng cái humic loại 1 kg. Thì trước tiên thì bà con mình nhìn thấy cái trà lúa thì nó cũng phát triển cũng khá là tốt. Nhìn cái màu lúa thì nó không được xanh đen, nhưng mà nó nằm ở cái dạng cái màu lúa nó ngà ngà. Bà con mình nhìn thấy cái màu lúa màu mỡ gà, bà con nhìn thấy nó rất là đẹp. Thì bây giờ thì Lê Trung sẽ nhổ một cái cây lúa lên rồi chúng ta sẽ kiểm tra xem cái độ nở của cái lúa nó như thế nào. Thì đây bà con, thì Lê Trung sẽ nhổ một cái cây lúa lên. Thì hiện tại cái trà lúa này nó đang ở cái độ tuổi là 13 ngày. Đó, thì trước mắt bà con đang thấy ở đây thì đây là cái lúa mà chúng ta sử dụng cái công thức DAP cộng ure cộng với lăng humic loại 1 kg. Thì trước mắt thì bà con mình thấy thì cái độ nở của nó thì cũng khá là tốt. Thì 13 ngày mà đã nở được 2 chồi nè bà con, cũng nở là khá là tốt. Cái đất này thì hôm rồi Lê Trung xạ cũng tương đối hơi dày. Thì bà con mình thấy thì với cái độ nở như thế này thì bà con mình thấy cái lúa nó cũng khá là ok ha bà con. Thì ở đây cái trà lúa này thì bà con mình thấy thì nó cũng bị bọ trĩ hơi nhẹ. Thì một chút xíu nữa thì Lê Trung sẽ tiến hành phun cái bọ trĩ cho nó luôn, để cho lúa chúng ta nó phát triển nó tốt hơn. Để giúp cho chúng ta bón phân xuống thì bón phân cái cử 2 xuống thì nó giúp cho cái lúa chúng ta nó hấp thụ tốt hơn. Để mà lúa chúng ta bị bọ trĩ nặng quá thì mình bón phân xuống nó không tốt, nó không phát triển được. Đó, thì trước mắt thì bà con mình thấy thì cái độ nở của nó thì Lê Trung thấy nó cũng tương đối tốt. Và cái rễ, chúng ta xem cái, để Lê Trung rửa cái rễ ra. Thì cái rễ của nó thì bà con mình thấy nó tương đối, nó cũng tương đối là nó dài. Đây, dài, nó trắng. Và nó cũng tương đối nhiều. Đây thì bà con mình thấy lúa mới có 11, 12 ngày. Thì bà con mình thấy cái bộ rễ như thế này, rễ trắng, rễ đẹp như thế này. Đó, thì bà con mình thấy cái trà lúa của mình thì bà con mình thấy như được như vậy thì bà con mình cũng khá là yên tâm về cái năng suất một phần về sau. Nếu mà chúng ta quản lý tốt nữa, không để sâu bệnh hại tấn công thì bà con mình thấy là cái bộ rễ nó phát triển được như thế này thì cái lượng phân chúng ta bón xuống thì nó sẽ hấp thụ tốt hơn. Đó rồi, thì bây giờ Lê Trung sẽ sang bên đây. Lê Trung sẽ chúng ta sẽ kiểm tra cái kết quả ở mấy bên đây. Là cái bên đây thì Lê Trung sử dụng cái công thức bón phân là ure cộng với cái lăng humic loại bao 50 kg. Thì Lê Trung sẽ để cái cây lúa này ở đây và Lê Trung sẽ tiến hành, Lê Trung lại nhổ thêm một cây lúa ở mấy bên đây để Lê Trung so sánh để cho bà con mình xem. Thì đây, ở cái cây lúa này thì Lê Trung sử dụng là cái công thức phân là ure cộng với lăng humic loại 50 kg, là một bao 50 kg. Thì chúng ta nhìn tổng quan thì bà con mình thấy cái trà lúa này thì nó phát triển, nó cao hơn, nó dài hơn, cái lá nó phát triển dài hơn của cái công thức mà lúc nãy Lê Trung đã chia sẻ. Thì cái công thức kia thì Lê Trung sử dụng là DAP cộng ure cộng với lăng humic loại một loại cái bọc 1 kg. Còn bên đây thì Lê Trung sử dụng là ure cộng với lăng humic loại một bao 50 kg. Thì trước tiên thì mình sẽ so sánh về cái độ nở và cái chiều cao. Thì hai cái đây là cái công thức mà ure cộng DAP cộng humic, còn cái này là ure cộng với lăng humic loại bao 50 kg. Thì bà con mình thấy thì nó nở cũng tương đối ngang nhau. Và cái chiều cao của cái chúng ta bón ure không thì nó cao hơn cái lúa của chúng ta.
cây lúa mà chúng ta sử dụng ure cộng DP. Đó, nhưng mà trái lại một cái thì bà con mình thấy cái bộ rễ của nó, cái bộ rễ của nó phát triển không có bằng cái bộ rễ của công thức cộng humic loại 1 kg. Thì cái này thì lấy chung nhổ nó cũng có đứt một ít, để lấy chung sẽ nhổ nhổ một cái cây lúa nó lên trọn bộ rễ, thì bà con mình xem nó sẽ ấy ha. Thì lấy chung thấy thì cái bộ rễ của nó phát triển cũng tương đối, nhưng mà cái rễ của nó không có đẹp bằng cái công thức chúng ta bón cái kiểu kia. Rồi đây là cái lúa mà mình sử dụng bằng cái công thức phân ure cộng với lân humic loại bao 50 kg. Thì bà con mình thấy cái rễ của nó, mình so sánh về cái độ nở thì hai thằng nó đều có cái tốc độ nở lúa nó ngang nhau, và cái thằng ure cộng DAP cộng với lân humic loại 1 kg thì cái cây lúa nó ốm hơn bà con ha. Đó là ở đây lấy chung nhổ là hai bên nó đồng đều với nhau đó, tại vì đất ở đây đất lấy chung thì hai đám này nó cũng ngang nhau, nó không có trũng không gò. Thì lấy chung so sánh như vậy bà con mình nó dễ thấy hơn. Thì cái tốc độ nở của nó thì bà con mình thấy nó cũng tương đối với nhau. Cái chiều cao thì mình bón cái ure không có cộng DAP thì nó cao hơn. Nó cao hơn khi mà mình bón mình trộn ure. Với lại á, bữa đó thì Lê Trung bón một mẫu thì nó tầm khoảng, để coi bữa đó Lê Trung bón một mẫu cũng 50 kg ure. Và khoảng 16-17 kg DAP. Đó, thì Lê Trung cộng thêm một mẫu vậy là khoảng, bữa đó Lê Trung cộng một mẫu hình như là 2-3 kg humic gì nữa đó, Lê Trung không nhớ rõ. Đó, thì bà con mình thấy cái tốc độ nở của nó thì tương đối. Chiều cao thì cái mình bón ure nhỉ, ure với humic loại bao 50 kg thì nó cao hơn, và cái cây của nó thì cũng dài hơn. Đó. Nhưng mà ở đây thì Lê Trung so sánh cái bộ rễ của cái bụi lúa mà chúng ta sử dụng cái lân humic loại 1 kg, thì Lê Trung thấy cái bộ rễ của nó phát triển nó đẹp hơn. Bà con mà thấy rễ nó trắng hơn. Đây, rễ nó trắng hơn cái bộ rễ của cái chúng ta sử dụng cái ure không. Bà con mà thấy bên đây thì nó rễ nó dài nè, bà con mình thấy dài mà nó trắng. Còn bên đây nó dài, nhưng mà những cái rễ dài này thì nó đen rồi, là nó hư rồi đó bà con. Và những cái rễ trắng thì nó nằm ở cái mức cục và nó không được to bằng cái rễ lúa mà chúng ta bón cái lân humic loại 1 kg và chúng ta cộng thêm cái DAP. Đó thì trước mắt thì Lê Trung so sánh cho bà con mình như vậy. Còn nhìn sơ về cái trà lúa thì lúa Lê Trung ở đây thì hai bên, bên đây thì sử dụng cái ure cộng với lân humic loại bao 50 kg. Thì bữa đó Lê Trung có quay cho bà con mình đó, đây dài xuống dưới này. Đó, thì Lê Trung có sử dụng công thức đó. Còn cái đám bên đây thì Lê Trung sử dụng cái công thức ure cộng DAP cộng với lân humic 1 kg. Thì so với cái trà lúa thì Lê Trung thấy bên đây cái màu lúa nó hơi xanh hơn so với cái lúa bên đây. Bà con mình nhìn thấy nó cũng hơi xanh hơn ha, hơi xanh hơn. Nhưng mà cái lúa bên đây thì nó không cao hơn cái lúa bên đây. Cái lúa bên đây thì cái lá lúa nó dài hơn, cây nó dài hơn. Còn bên đây thì là cây nó ngắn, lá nó cũng ngắn. Nhưng mà được một cái thì ở bên đây cái bộ rễ nó dài. Đó, sử dụng cái công thức phân mấy bên đây thì bộ rễ nó dài, còn cái công thức phân ở bên đây thì bộ rễ nó không được dài, nó không, bộ rễ nó không được to mập và nó không được trắng, rễ nó không được đẹp. Đó thì bà con mình cũng biết rồi, khi mà cái lúa chúng ta bón xuống, mà bón phân xuống mà cái bộ rễ nó không được đẹp, không được tốt á, thì cái lượng phân nó hút vào á, lượng phân nó ăn á, thì nó cũng không được hết, nó không có ăn nhiều để mà nó đưa lên nó nuôi cây. Đó, do vậy thì cái thứ nhất á, thì ở đây Lê Trung cũng xin phép nói với bà con, tại vì cái bao 50 kg là dạng lân humic bao 50 kg đó, nó chỉ cái mức giá tiền của nó là 215.000 một bao. Đó, nếu mà bữa đó Lê Trung bón như vậy thì Lê Trung bón ở đây nó khoảng 100 kg cho một mẫu, là khoảng 430 với một bao ure. Với nếu mà bón ở đây Lê Trung bón nửa bao thì tính ra một mẫu là một bao. Đó là một bao ure với hai bao khoảng 100 kg, khoảng 100 kg lân humic loại 50 kg một bao. Đó, còn bên đây thì Lê Trung bón là một bao rưỡi ure với một bao DAP với 4 kg 5 kg humic
Đó thì tính ra thành cái giá, tính ra thành giá tiền á, thì lấy chung bốn cái công thức máy bên đây thêm DAP thì nó nặng tiền hơn công thức máy bên đây. Đó, thì nhìn cái trà lúa thì nó cũng phát triển tương đối với nhau, nhưng mà để lấy chung sẽ bón thêm một lần nữa, tại vì mình mới bón cử đầu thì lúa nó còn nhỏ, thì chúng ta cũng không khó để mà chúng ta xác định được cái loại công thức nào nó hiệu quả. Thì trước mắt thì lấy chung thấy cái bộ rễ của cái công thức mà chúng ta thêm DAP vào thì nó mập, rễ nó mập hơn, nó dài hơn cái công thức mà chúng ta sử dụng cái ure cộng với cái lân humic loại bao 50 kg. Đó thì trước mắt thì Lê Trung chỉ so sánh như vậy cho bà con mình nắm sơ giữa hai cái công thức phân, để cho bà con mình có được một số cái ý kiến cũng như một số cái cơ sở để mà bà con mình lựa chọn cho mình một cái công thức phân nó hợp lý hơn để cho bà con mình bón cho lúa của mình. Đó thì hôm nay thì Lê Trung chỉ chia sẻ với bà con mình về cái hiệu quả của cái hai công thức phân hôm bữa Lê Trung rải thôi. Thì so sánh sơ để cho bà con mình nắm được cái công thức nào nó hiệu quả hơn cái công thức nào, để cho bà con mình tham khảo và lựa chọn cho mình một cái cách bón hợp lý. Thì đối với cái công thức phân mấy hôm nay thì Lê Trung thấy nó rẻ hơn rất là nhiều. Nếu mà tính ra một mẫu như vậy thì nó tầm khoảng 1 triệu cho một cử phân. Còn bên đây thì nếu mà là theo rẻ như Lê Trung á thì nó ra tới 1 triệu rưỡi, gần 1 triệu rưỡi. Nó mắc hơn khoảng 500 ngàn một bao, một mẫu. Thì so với cái giá tiền thì nó mắc hơn như vậy. Còn về cái kết quả thì Lê Trung thấy nó cũng tương đương với nhau. Nó cũng không có chênh lệch nhiều. Chỉ chênh lệch là ở chỗ cái bộ rễ nó trắng, nó đẹp hơn. Và bộ rễ nó không được tốt so với cái công thức mà chúng ta thêm DAP. Đó thì để sau khi Lê Trung bón phân cử 2 xong, và Lê Trung sẽ quay lại cái kết quả của cái công thức phân như vậy, để cho bà con mình tham khảo xem coi mình bón như vậy thì nếu mà nó hợp lý thì bà con mình thấy nó hiệu quả, thì bà con Lê Trung và bà con mình sẽ cùng nhau làm cái cách bón phân như vậy để cho nó đơn giản và nó tiết kiệm. Rồi thì cái video đến đây thì Lê Trung cũng xin phép kết thúc. Lê Trung cũng chia sẻ với bà con mình một số cái ý kiến riêng, cũng như là cái cách làm riêng của Lê Trung như vậy thôi. Thì bà con mình xem tham khảo áp dụng được thì bà con mình áp dụng, còn không thì bà con mình xem cho vui, để ủng hộ cho Lê Trung, tạo động lực cho Lê Trung có thể làm ra được nhiều cái video nó bổ ích hơn để cho bà con mình xem tham khảo. Rồi, xin kính chào bà con và hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo nha.